Dạ, các bản tin nhanh 24/7. Bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày. Sáng ngày 15 tháng 5, tại khu tập thể trường trung học cơ sở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cháu 3 tuổi đã được mẹ bảo mẫu đón, bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt lao vào giành con bé rồi bé đi. May mắn người mẹ đã tóm lại được và kẻ bắt cóc đã bị bắt tại trận. Theo lời thuật lại của mẹ cháu Dương Sơn Tùng 3 tuổi, trong khi đang nựng cháu Tùng ăn sáng ở khu tập thể trường trung học cơ sở thị trấn Bắc Sơn, thì bỗng nhiên có một nam thanh niên mặc quần áo sẫm từ đâu tới bế cháu Tùng rồi bỏ chạy. Mẹ cháu Tùng đã nhanh chóng túm được chân con rồi chi hô hàng xóm thấy vậy quay bắt được đối tượng. Nhiều nhân chứng cho hay trước khi dằn lại cháu Tùng, đối tượng này có rình bắt một cháu bé gần đó nằm trên nôi ở khu tập thể giáo viên, xong có người lớn túc trực luôn kề bên không dám gây án. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Sơn đã có mặt hiện trường dẫn tên bắt cóc cho em về trụ sở điều tra. Hiện chưa có danh tính người này, có nguồn cho rằng đây là một trong hai đối tượng ở Vĩnh Phúc chuyên rình mò trên địa bàn huyện Bắc Sơn để bắt cóc trẻ em. Vụ việc đang được công an huyện Bắc Sơn điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi này, hẹn lại video kế tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.